Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Lần này, dù Minh Thế Nhân không chết cũng bị thương. Thành Mộc Tâm Pháp. Trường Lão thân là đối thủ cũ của Minh Thế Nhân, vừa nhìn đã thấy ra chiêu này. Đây là chỗ tinh túy của Thanh Mộc Tâm Pháp, có thể điều động nguyên khí thúc đẩy thực vật tăng trưởng. Ở trong rừng cây, tu vi và thực lực của Minh Thế Nhân sẽ tăng vọt. Mẹ nào lại là cố ý, đồ gian xảo. Ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, ta không hề nghĩ tới làm thế nào để đối phó với Thanh Mộc Tâm Pháp hay sao? Trưởng lão đột nhiên thu lại Bách Kiếp Động Minh Pháp Thần, không lùi mà tiến, bay về phía đám dây leo chẳng chịt. Ơi não già, hãy cho não, hãy cho người, não tử không đánh với ngươi nữa. Ma đầu của Ma Thiên Các cũng chỉ như vậy. Ma đầu của Ma Thiên Các không hề đáng sợ như trong tưởng tượng. Ma đầu cũng có ngày bị dọa sợ chạy mất dép. Năng lực sinh tồn của đồ đệ Minh Thế Nhân này mạnh hơn nhiều so với mình nghĩ. Chỉ có điều, cậu ấy nào muốn chạy thoát mà không phải là trực tiếp đối mặt với kẻ địch, chiến thắng đối thủ. Nhị Diệp Pháp Thần, nếu để ma đầu chưa khai diệp nhà ngươi chạy mất, mặt mũi của Trương Thu Trì ta để ở đâu? Bách Kiếp Động Minh đại thần thông thuật, Trương trưởng lão lại thi triển đại thần thông thuật. Thân ảnh lập lòe, hình như đã phục chế chiêu thức lần trước. Lần này Minh Thế Nhân không kịp mở pháp thân kháng cự, bị cương khí cực mạnh va chạm rồi. Tiếp đi, chút này vẫn có thể chịu được. Không giết được ra xa ngươi đâu. Ngươi cho rằng ta sẽ tiếp tục thi triển đại thần thông thuật, nghĩ nhiều rồi. Bởi vì tiếp theo đây chính là ngày chết của ngươi. Trảm mệnh đao, trảm mệnh đao của Trương Trường Não. 3 năm trước, Trương Trường Não đưa về một vũ khí bậc thiên từ Nhung Bắc. Chẳng trách Trương Trường Não lại nắm chắc như vậy, liên tục thi triển 4 lần đại chiêu. Hóa ra là có vũ khí thiên bậc bên cạnh, Minh Thế Nhân chết chắc rồi. Đao này vung ra chắc chắn là lấy mạng người. Không ngờ Trương Thu Trì lại có vũ khí bậc thiên. Trương Thu Trì không phải là tứ đại hắc kỵ, hắn rất hiểu nhược điểm của Thanh Mộc Tâm Pháp, bây giờ lại có trảm mệnh đao, sao có thể là đối thủ? Minh Thế Nhân chịu chết. Đoán đấy, đại sư, đây là
Sao lại giúp ma đầu? Đại sư, chuyện gì vậy? Đại sư nào muốn giết ma đầu? Kết quả nhầm lẫn, không cẩn thận bị đối thủ nhặt được vũ khí. Không lo nhiều như vậy, chém xuống trước rồi nói. Ngoan cố chống trả. Một vật phẩm nhỏ nhoi lại có thể cản được trảm mệnh đao. Ly biệt câu sau nhận chủ thành công, kích hoạt bậc phẩm bậc thiên, phần thưởng điểm công đức 1.000 điểm.